BBTV Podcast. Thưa quý vị, thời tiết mùa hè nắng nóng oi bức làm cơ thể chúng ta dễ bị mệt mỏi, uể oải, kém ăn, kém ngủ, giảm sức đề kháng. Trái lại, nhiệt độ cao làm cho thức ăn mau ôi thiêu, vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa phát triển mạnh, dễ gây bệnh dịch như tả, lỵ, thương hàn. Hơn nữa, mùa hè cũng là dịp nhiều gia đình, cơ quan tổ chức đi du lịch dã ngoại, ăn uống khó đảm bảo vệ sinh ở những nơi đông người, nên nguy cơ mắc bệnh đường tiêu hóa nói chung và bệnh lỵ trực khuẩn nói riêng càng cao. Bệnh này thường có diễn biến lành tính, tuy nhiên với thể nặng, nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong hoặc để lại những di chứng nặng nề. Vì vậy, người dân cần nắm rõ phương thức phòng ngừa và triệu chứng của bệnh lỵ trực khuẩn để có thể chủ động phòng bệnh và điều trị kịp thời, giảm thiểu tối đa nguy cơ biến chứng. Podcast Câu chuyện cảnh giác của BBTV ngày hôm nay sẽ cung cấp một số thông tin hữu ích để quý vị và các bạn có được kiến thức phòng tránh dịch bệnh này hiệu quả. Mỹ Duyên và Minh Tuyết rất vui khi được đồng hành cùng quý vị. Lỵ trực khuẩn là bệnh nhiễm khuẩn đường ruột cấp tính do trực khuẩn Shigella gây ra. Bệnh dễ phát thành dịch, diễn biến thường lành tính, ít có nguy cơ tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới WHO từng đưa ra cảnh báo về số trường hợp mắc lỵ trực khuẩn trên toàn thế giới. Theo đó, bệnh thường xuất hiện nhiều nhất ở các nước có khí hậu nhiệt đới và các nước kém phát triển. Trung bình hàng năm có khoảng 140 triệu người mắc, 600.000 người tử vong do bệnh lỵ trực khuẩn. Việt Nam là nước có tỷ lệ mắc bệnh cao với những chủng gây bệnh thường gặp nhất hiện nay là Esfenerae và Estone. Theo tiến sĩ Lương Y Nguyễn Hoàng, nguyên giảng viên Trường Đại học Dược Hà Nội cho biết, bệnh chủ yếu lây qua đường phân miệng, gián tiếp hay trực tiếp qua đường tiêu hóa. Nguyên nhân nó lan truyền chủ yếu là do phân, từ phân của người bệnh và cái thủ phạm mà truyền cái con vi trùng này từ phân người bệnh sang người không bị bệnh chính là ruồi nhặng. Trong mùa hè mà ta ăn uống ta không giữ vệ sinh được cẩn thận, như là ăn không rửa tay, rồi thức ăn không đầy điểm cẩn thận, không chống lại rồi mũi thì là rất dễ bị nhiễm bệnh lỵ trực trùng. Các nghiên cứu cũng cho thấy người mang vi khuẩn là nguồn lây bệnh chính, gồm người mắc bệnh lỵ cấp tính, người có bệnh lỵ mạn tính và người lành mang vi khuẩn. Trong đó, bệnh nhân bị lỵ cấp tính là nguồn lây bệnh nguy hiểm nhất vì trong thời gian bị bệnh, họ thải một khối lượng lớn vi khuẩn qua phân ra ngoài. Hơn thế, đối với bệnh nhân mắc bệnh nhẹ thường không ai để ý, không bị cách ly, không được điều trị sớm nên càng dễ lây bệnh cho người nhà và những người chăm sóc. Người có bệnh lỵ mãn tính thì bản thân họ không biết mình bị bệnh, người thân càng không biết bệnh của họ, nên vô tình khi tiếp xúc trong sinh hoạt ăn uống ở chung nhà rất dễ bị lây bệnh. Người lành mang vi khuẩn gây bệnh là những người trước đây đã tiếp xúc với bệnh nhân hoặc bị nhiễm khuẩn qua ăn uống nhưng chưa phát thành bệnh. Họ cũng là nguồn thải ra vi khuẩn và gây bệnh cho người khác. Cũng theo tiến sĩ Lương Y Nguyễn Hoàng, mọi người đều có thể lây bệnh. Tuy nhiên, bệnh lỵ trực khuẩn phần lớn xảy ra ở trẻ em trong độ tuổi từ 2 đến 4 tuổi do hệ miễn dịch của trẻ còn non nớt và ý thức giữ gìn vệ sinh chưa tốt. Bệnh thường dễ lây lan nhất ở những khu vực đông người như các trường mầm non, trường tiểu học và các nơi giữ trẻ tư nhân không đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra, nếu trong gia đình có trẻ bị lỵ trực khuẩn, những người thân đều có nguy cơ mắc bệnh cao. Ở những quốc gia kém phát triển, nơi không cung cấp đủ nước sạch, người dân thường bị lỵ trực khuẩn nặng và khó chữa. Vậy khi một người bị nhiễm vi khuẩn lỵ thường có những biểu hiện nào? Bác sĩ Nguyễn Văn Hưng, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, thành phố Hải Dương cho hay, thời gian ủ bệnh từ 1 đến 7 ngày sẽ phát bệnh một cách đột ngột với hai hội chứng là nhiễm khuẩn và hội chứng lỵ. Là cái hội chứng nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, thì trẻ sẽ có biểu hiện là sốt cao đột ngột và sốt tương đối cao, có thể 39-40 độ. Kèm theo thì trẻ mệt mỏi, quấy khóc, môi khô, lưỡi bẩn. Trẻ lớn có thể kêu đau đầu, đau mỏi người, đau họng. Cái hội chứng thứ hai cũng là điển hình để chẩn đoán cho lỵ, đó là cái hội chứng lỵ. Nó gồm 3 cái triệu chứng chính. Thứ nhất là đau bụng. Trẻ nhỏ có thể quấy khóc, bụng chứa. Trẻ lớn thường kêu đau bụng vùng quanh rốn. Sau đó thì đau khu trú và cái hỗ trợ bên trái. Cái biểu hiện thứ hai đó là mót dặn. Khi trẻ đi ngoài thì trẻ phải dặn rất nhiều. Và dặn nhiều lần, nhưng mỗi lần dặn thì cũng chỉ ra rất là ít phân. Cái biểu hiện thứ ba của cái hội chứng lỵ đó là trẻ sẽ đi ngoài phân loãng hoặc là phân nát, phân sệt,
nhưng mà kèm theo có nhảy vào máu. Đây là cái đặc điểm rất điển hình để chẩn đoán phân biệt với các cái nhiễm khuẩn khác. Đặc điểm là nhầy ở đây nó là nhầy màu trắng đục hoặc là như mủ. Thế còn máu thì thường là rất ít khi máu tươi, mà chủ yếu là máu nhờ nhờ như máu cá. Thế còn ngoài ra thì trẻ có thể có cái hội chứng mất nước, thì theo cái mức độ nôn cũng như tiêu chảy có thể biểu hiện là môi khô, mắt trũng, trẻ khát nước, đòi uống nước, hoặc là thậm chí trẻ ly bì không uống được. Xuất hiện là có thể mất nước nặng, có thể co giật, hôn mê. Trường hợp bệnh chuyển nặng thường xảy ra ở trẻ em, người trên 65 tuổi, người suy giảm miễn dịch hoặc mắc sẵn các bệnh nền mạn tính. Nếu điều trị kịp thời, bệnh nhân sẽ khỏi, nhưng thời gian điều trị thường kéo dài và các biến chứng có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Cơ thể mất nước, co giật do sốt cao, viêm tắc động mạch, trụy tim mạch, nhiễm độc thần kinh, nhiễm khuẩn huyết, sa trực tràng, thậm chí gây ra chảy máu và hoại tử ruột. Nếu không điều trị hoặc điều trị không đúng, người bệnh sẽ tử vong. Theo các bác sĩ, hầu hết những trường hợp mắc bệnh lỵ trực khuẩn có diễn biến lành tính và khỏi trong vòng một tuần. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người bệnh chủ quan không điều trị hoặc tự ý sử dụng thuốc, mà phải đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ theo dõi và điều trị kịp thời. Về vấn đề này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường, phó khoa bệnh truyền nhiễm Bệnh viện E Hà Nội khuyến cáo, điều trị bệnh lỵ trực khuẩn cần phải cách ly bệnh nhân, dụng cụ đều phải dùng riêng. Bù nước và điện giải là biện pháp hàng đầu trong điều trị lỵ trực khuẩn. Mà lỵ trực khuẩn thường nó gây sốt cao thì dùng hạ sốt. Cái thứ hai là nếu mà mất nước thì bù nước điện giải và cho bệnh nhân. Cái thứ ba là chú ý cái chế độ ăn. Ví dụ trong cái giai đoạn mà tổn thương hệ tiêu hóa, cái đại tràng nó chưa ổn định thì chúng ta phải ưu tiên lựa chọn những thực phẩm dễ tiêu chẳng hạn. Những đồ ăn lỏng dễ tiêu, hay là hạn chế những đồ sinh hơi, sinh ga, những đồ mỡ thì làm chậm cái quá trình tiêu tại cái hệ tiêu hóa, thì sẽ làm cho giảm cái gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Vâng, thưa quý vị, lỵ trực khuẩn là căn bệnh truyền nhiễm hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hưng, biện pháp phòng bệnh lỵ trực khuẩn hiệu quả và dễ thực hiện nhất là ăn chín uống sôi. Hiện nay thì phòng bệnh lỵ trực khuẩn thì không có các cái biện pháp phòng bệnh đặc hiệu. Vâng. Mà chủ yếu là vệ sinh sạch sẽ, đó chính là cái phương pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Vệ sinh ở đây có thể là vệ sinh môi trường sống, vệ sinh nguồn nước, vệ sinh nơi học tập, sinh hoạt, và vệ sinh thân thể, tức là rửa tay cho trẻ trước khi ăn và sau khi vệ sinh. Các cái bà mẹ cũng như là người bảo mẫu hoặc các cô giáo mầm non khi mà chăm sóc trẻ hoặc là chế biến thức ăn cho trẻ cũng cần phải đảm bảo vệ sinh. Cái nữa là vệ sinh an toàn thực phẩm, luôn ăn chín, uống sôi. Các loại hoa quả tươi cần được rửa sạch, ngâm muối trước khi cho trẻ ăn. Đồng thời là điều trị sớm, triệt để cho các cái trẻ bị lỵ trực khuẩn và cách ly để tránh lây lan ra cộng đồng. Cũng theo bác sĩ Nguyễn Văn Hưng, trường hợp trong gia đình có người mắc bệnh lỵ trực khuẩn, người dân nên khử khuẩn các chất thải bằng vôi sống 20%, nước vôi 10%, triệt khuẩn các vật dụng quần áo của bệnh nhân bằng cách đun nước sôi ngâm quần áo hoặc dùng dung dịch chloramin 2% để ngâm quần áo bệnh nhân. Người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân cần được theo dõi 7 ngày, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn uống, sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc chăm sóc bệnh nhân. Hy vọng với những thông tin mà Minh Đức và Mỹ Duyên cung cấp trong podcast Câu chuyện Cảnh giác ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm những kiến thức hữu ích trong việc phòng tránh dịch bệnh này hiệu quả. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hàng tuần chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị và các bạn những thủ đoạn lừa đảo, những hiểm họa có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày để mọi người chủ động nâng cao cảnh giác để bảo vệ mình và mọi người xung quanh. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.